Chào mừng các bạn đến với Pinball Kids TV. Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong nền văn hóa ấy, nổi bật nhất là lễ hội chùa truyền, lễ Tết Chôn Thăm Thăm Mây, Tết cổ truyền của người Khmer. Đối với người Khmer, ngày lễ đầu năm là ngày lễ tôn giáo, là dịp tẩy sạch những cái xui xẻo của năm cũ, đặt bước chân thanh khiết vào năm mới. Vui tươi hơn là lấy chính nguồn nước để tẩy quế, để tắm mát, chịu sự ảnh hưởng của đạo Bà La Môn Phật giáo Tiểu Thừa. Huyền thoại Khmer lưu trữ tích truyện hoàng tử Thammaban trả lời thách thức của thần Mahabrum về ba cái duyên của con người. Được hoàng tử trả lời rất đơn giản: vào buổi sáng, cái duyên của con người ở nét mặt, vì vào buổi sáng có người thức dậy lấy nước để rửa mặt. Buổi trưa, cái duyên của con người ở trước ngực, vì buổi trưa trời nóng nực, con người dùng nước để tắm mát để tránh oi bức. Buổi tối, cái duyên của con người ở đôi chân, vì ban đêm con người trước khi ngủ thường rửa sạch chân trước khi ngủ. Lời giải đáp có ngụ ý về nguồn nước, dòng sinh diệt của loài người. Với người Khmer, chùa là nơi hội tụ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, cũng là nơi trao dòng sinh diệt hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời họ. Vào ngày Tết sắp đến, lúc ấy, bà con cháu trong nhà, dù đi đâu xa hay bận công ăn việc làm, đều phải thu xếp, tranh thủ về nhà, về phun sóc để ăn Tết. Mọi người sửa sang bàn thờ Phật, dọn dẹp nhà cửa, trong khạp đầy gạo, trong lu đầy nước, chuồng trâu, chuồng bò đầy đủ rơm rạ để chúng đủ ăn no trong 3 ngày Tết. Không khí của ngày Tết sắp đến cũng là lúc gói bánh tét bắt đầu. Cứ mỗi gia đình nào gói bánh tét đều được hàng xóm kế bên qua phụ giúp. Cứ thế tiếng nói tiếng cười hòa lẫn, không khí tưng bừng hẳn lên. Với hai loại bánh, nùm xoong giống bánh tét, nùm tiên giống bánh ít của người Việt. Ngoài ra, họ còn mua sắm lễ vật, nhang đèn, hoa quả và nhiều mâm lễ đội vào chùa để làm lễ đón năm mới. Vào ngày năm cũ, bước sang năm mới, cứ mỗi gia đình đều làm mâm cơm cúng bàn thờ tổ tiên ông bà quá cố. Ở khắp nơi, người đồng bào cũng tắm rửa nước thơm để tẩy quế sạch sẽ những cái không tốt của năm cũ, đón những cái may mắn của năm mới. Ngoài ra, con cháu trong gia đình tắm nước thơm cho ông bà, cha mẹ, một phần để báo hiếu ông bà, một phần để chúc thọ ông bà vào dịp đầu năm mới. Các ngày Tết Chôn Thăm Thăm Mây của đồng bào này được diễn ra trong 4 ngày và 3 đêm, và nếu như năm nhuận thì 4 đêm và 5 ngày. Thì do đó năm nay là cái Tết Chôn Thăm Thăm Mây thì được diễn ra vào cái ngày 13, 14, 15 và ngày 16. Ngày 13 vào ngày 20 vào 20:48 là lễ đón chư thiên năm mới, tương đương với lễ đón giao thừa của Việt Nam chúng ta. Nhưng vì cái lịch của người Khmer được tính theo Phật lịch, do đó mỗi một năm như vậy thì được cộng thêm 7 tiếng đồng hồ. Thì chính vì lý do đó thì cái giờ giao thừa của Tết Chôn Thăm Thăm Mây đồng bào Khmer không có cố định như các mốc thời gian của đón Tết của các dân tộc khác. Vì đồng bào Khmer họ tính theo cái vần mặt trăng, do đó nó có những cái tính khác. Trong đêm giao thừa, khói hương nghi ngút, trên bàn thờ có bày sẵn 5 nhánh hoa, 5 cây đèn cầy, 5 cây nhang, 5 hạt cốm và nhiều loại hoa quả khác. Cha mẹ ông bà tập trung con cháu lại, ngồi xếp chân trước bàn thờ tổ tiên,
vái cúng tiễn đưa Tevada năm cũ đi trước Tevada năm mới đến, mong được bình an, ban phúc lành. Tevada là tiên do trời sai xuống chăm sóc dân chúng trong một năm. Sáng mùng 1, tại chùa có vị Acha điều hành buổi lễ. Vị Acha là người được tín nhiệm, biết nhiều về lịch sử, thuộc nhiều về kinh Phật. Trong đoàn diễu hành có múa chặn và xà dâm. Mọi người đi xung quanh chánh điện chùa 3 lần để làm lễ đón chào năm mới. Vào buổi sáng ngày này, người đồng bào làm mâm cơm và nhiều lễ vật đến cúng chùa, làm lễ chùa. Nhiều người mặc quần áo đẹp, gọn gàng, tươm tất. Sau buổi lễ, mọi người cùng liên hoan tại chùa. Vào ngày mùng 2, mỗi gia đình đến chùa làm lễ dâng cơm buổi sớm và buổi trưa cho các vị sư sãi trong chùa. Trước khi ăn, các nhà sư tụng kinh tạ ơn người làm vật thực. Buổi chiều làm lễ đắp núi cát ngay tại khuôn viên chùa để mong gặp được nhiều điều lành, ấm no, sung túc trong năm mới. Ở mỗi vùng miền đắp núi cát có thể khác nhau. Có nơi đắp thành 9 ngọn núi cát nhỏ xung quanh chánh điện chùa, hoặc tập trung một chỗ 5 ngọn núi, hoặc đắp núi cát bằng lúa thóc. Về hình thức có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa đều còn mong phước lành, ấm no, hạnh phúc, sung túc trong cuộc sống của họ. Vào ngày mùng 3, chùa tổ chức lễ tắm Phật. Điều hành buổi lễ gồm các nhà sư và các vị Acha. Các nhà sư tắm trước, rồi lần lượt đến các Phật tử tắm sau. Nước tắm Phật được chưng cất từ nước hoa thơm. Phần nước tắm còn dư lại, các ông bà xin một ít về tắm cho các con cháu nhỏ trong nhà, cầu mong được mạnh khỏe, không ốm đau, bệnh tật. Sau khi kết thúc tắm Phật, bắt đầu lễ tắm cho các vị cao niên, sư sãi, chức sắc trong chùa, tượng trưng cho việc rửa hết bụi trần trong năm cũ, để bước sang năm mới sạch sẽ, hoàn toàn mới. Trong 3 ngày Tết của người Khmer, ngày mùng 3 là ngày nhiều nghi lễ nhất. Ngoài tắm Phật, tắm cho các vị cao niên, nhà chùa tổ chức làm đại lễ cầu siêu. Mỗi gia đình ai có tháp cốt, tập trung lại tháp cốt của gia đình mình. Ai không có tháp thì tập trung lại chánh điện chùa. Nhà sư và các vị Acha làm nghi thức cầu siêu từ chánh điện chùa đến từng tháp cốt. Trong 3 ngày Tết, bà con còn tổ chức những trò chơi dân gian như đập nồi đất, nhảy bao bố, kéo co, và sôi nổi hơn là văn nghệ, ca múa, nhạc lâm vong. Bà con Khmer còn đi thăm hỏi, mừng tuổi năm mới, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui, an lành.